Chúng ta sẽ làm cái phần lý thuyết vô cơ, phần số 2, câu số 8. Chọn các chất A, B, C, biết rằng chúng đều là hợp chất của sắt. Viết phương trình phản ứng để thực hiện giải biến hóa theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện vẫn nếu có. Ở đây chúng ta sẽ liệt kê tất cả những hợp chất của sắt như là Fe, Cl2, FeCl3, FeNO3 tất cả 2, FeNO3 tất cả 3. Chúng ta lưu ý là do trong cái này đã có Fe 2 F4 tất cả 3 thì chúng ta chỉ có thể có lại Fe4. Tiếp tục FeO, Fe2O3, FeOH2, FeOH3. Đây là những hợp chất thường xuyên gặp nhất của sắt. Rồi, để làm được bài toán này thì thông thường chúng ta sẽ có niềm tin ở một phần nào đó. Niềm tin của thầy đặt ở có phần ứng số 8 và phần số 7. Để điều chế ra sắt thì chúng ta sẽ có như sau. Mình có đây là một này. 2. Chúng ta sẽ có niềm tin ở vựng số 8. Để điều chế ra sắt mà đằng trước này á là A đúng không? Để điều chế ra sắt thì chúng ta đi từ oxit của sắt. Cụ thể đây là mình chọn cái Fe2O3. Chúng ta đi tác dụng với hydro, nhiệt độ đun nóng để chúng ta tạo ra Fe và H2O. Mình đi cân bằng. Từ đây hai sắt đủ. Ba nước, ba H2. Cái đó chúng ta xác định được C của chúng ta là Fe2O3. Như vậy mình ghi trong sơ đồ luôn. C chúng ta là Fe2O3. C là Fe2O3. Mà để điều chế ra Fe2O3 thì buộc ở đây nó phải là FeOH 3 lần, bởi vì chỉ có thằng này nhiệt phân mới ra Fe2O3 thôi. Như vậy chúng ta có FeOH3 đi nhiệt phân để tạo thành Fe2O3 cộng cho H2O cân bằng đây 2 đây 3 đủ. Như vậy khi đó A chúng ta là này, C đây. Tiếp rồi chúng ta có niềm tin ở phần số 2 và số 3. Khi đã biết rõ A rồi, chúng ta kiểm chứng 2 và 3. 2 là từ Fe2 SO4 tất cả 3. Em đi tác dụng với cái chất nào để tạo thành FeOH tất cả 3? Rồi, từ muối mà ra bazơ thì chúng ta sẽ đi tác dụng với bazơ tan. Cụ thể ở đây thường mình chọn là NaOH cộng cho Na2SO4. Chúng ta đi cân bằng, đặt là 2, đây 6 và bên này là 3. Phương trình thứ ba từ FeOH 3 lần, đây là A này. Từ A tức là từ FeOH 3 lần. Từ axit mà chúng ta tạo ra muối thì chúng ta sẽ đi tác dụng với bazơ. Bazơ đây mình chọn đó là từ, xin lỗi, đây là từ từ ba giờ đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi tác dụng với axit, axit mà có chứa S4 là H2S4. Chúng ta sẽ tạo ra muối và nước. Bên này hai sắt thì đây hai sắt đủ. 3S4 thì đây 3S4. 2 nhân 1 nhân 3 là 6 hydro. 3 nhân 2 là 6 hydro, như vậy tổng là 12 hydro. Đây 2 thì nhân 6 là đủ. Rồi, khi chúng ta biết được 2 và 3 rồi thì bây giờ chúng ta có niềm tin tiếp. Từ sắt mà ra sắt 3 đúng không ạ? Từ đây cái phần này là phần mà chúng ta hơi thiếu để ý. Đó là đây sẽ đi tác dụng với H2SO4 đặc nóng. Lưu ý là ở đây nếu mà dùng đặc nguội là không xảy ra, bởi vì chrome nhôm sắt vàng bạch kim thì không tác dụng với H2SO4 đặc nguội. Được chưa? Sắt cho tác dụng với H2SO4 đặc nguội để tạo thành muối sắt 3 Fe2 SO4 tất cả 3 cộng cho khí SO2
cộng cho H2O. Chúng ta đi cân bằng. Đây hai sắc thì bên này là hai sắc. Đây là 3SO2. Đây 6 và đây là 6. Như vậy khi đó chúng ta xác định được rõ B chúng ta là chưa. Dựa vào phương trình số 5. Phương trình số 5 thì chúng ta sẽ xác định được rõ B 4 và 5. Xác chúng ta có thể tạo thành mũi xác 2. Đúng không ạ? Mà mũi xác 2 mà chưa có S4 thì chỉ có F3, S4 thôi. Như vậy chúng ta có như sau. Phương trình số 4 này. Từ mũi xác 3, F2, S4 tất cả 3. Em tạo ra B. B đây chắc chắn phải là mũi xác 2 rồi. F3, S4. Từ xác 3 về xác 2 thì chúng ta sẽ đi tới dụng với xác. Chúng ta cân bằng đây là 3 xác là đủ. Đây là B. Phương trình 5. Từ xác mà ra xác 2 cực kỳ đơn giản. Chúng ta có thể tác dụng với axit H2O4 loãng hoặc tác dụng với CuSO4. Ở đây thầy sử dụng H2O4 loãng để tạo thành F3SO4 cộng cho 22. Cái số 6. Cái số 6 của chúng ta là từ B, tức là từ F3SO4 chúng ta tạo thành F3OH 3 lần. Từ F3SO4 mà tạo thành FeOH3. Vậy điều này thì không thể. Như vậy chúng ta đã xác định sai rồi. Như vậy từ F3SO4 chúng ta chỉ có thể tạo thành FeOH2 thôi. Như vậy tí nữa chúng ta chỉ chỉnh lại đằng sau. Chúng ta đi tới dùng với NaOH để chúng ta tạo thành FeOH tất cả 2 cộng cho Na2SO4. Mình cân bằng đây là 2 thì đây là A. Thì chúng ta sẽ lấy lại cái phương trình 2378. Như vậy đây mình sẽ chỉnh thành lại là FeOH2. Đây là FeO. Rồi. Như vậy nếu mà là như vậy thì chúng ta xử lý cái lại cái phương trình số 8 trước. Như vậy từ FeO đúng không ạ? Em sẽ đi tác dụng với gì? Em sẽ đi tác dụng với hydro. Được chưa? Để tạo ra Fe và nước. Hợp lý đúng không? Rồi. Từ FeOH 2 lần chúng ta sẽ nhiệt phân. Từ đây thì xóa hết đoạn này. Chúng ta thay đổi lại vị trí của nó. Đây mày. Rồi. Vị trí này là FeOH2. Mình đi nhiệt phân để tạo thành FeO cộng cho H2O. Hợp lý hơn này. Bây giờ chúng ta còn có phương trình 2 và 3. Từ muối sắt cũng hơi khó đúng không? Hơi khó thật đấy. Bây giờ chúng ta sẽ né đi. Bây giờ theo thầy thì cái chỗ B này chúng ta đừng cho nó là F2, F4 nè. Thì trở lại nha. Thì trở lại cái phương trình 4. Tất cả đoạn sau đúng hết rồi đó. Theo thầy nghĩ là đúng hết rồi. Bây giờ mình chỉ thay đổi cái đoạn B thôi. Cái B chúng ta đừng chọn nó là F2, F4. Mình có thể chọn cho khác được. Được chưa em? Rồi. Ở đây chúng ta sẽ chọn mũi khác được. Miễn là hợp chất sắc 3. Như vậy đây thầy sẽ chọn FeCl3 đi. Thầy không chọn FeS4 nữa. Như vậy khi đó là cái phương trình ở đây mình viết lại. Đó là phương trình số 5 và phương trình số 6. 4, 5, 6. Nếu ở đây thầy chọn FeCl3 đúng không ạ? Thì cái phương trình 5 của chúng ta bây giờ sẽ là sắt cộng cho clo. Sắt cộng clo để tạo thành FeCl3. Rồi bấy đúng không em? Như vậy đây là B này. Mình đi cân bằng. Thì đây là 2, 3 và đây là 2. Tiếp. Từ FE cái phương trình 4 như sau. Từ FE2 S4 tất cả 3. Chúng ta tác dụng với chất nào để tạo ra FeCl3? Thì đây chúng ta sẽ tác dụng với clo. Clo nó sẽ đẩy sắc 3 về sắc 2.
Không được, không được, chúng ta không được tới dùng bơ-cờ-lo, bởi vì nó đẩy về sắc 2 rồi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn cái thằng nào mà tủa được với L4 là được. Ở đây mình chọn BaCl2 đi, thì phần trao đổi sẽ ra chắc chắn được em ạ. Đây lấy BaCl3 cộng cho BaF4. Nói chung là quá trình phỏng đoán là quan trọng lắm. Tủa màu trắng cân bằng thì đây là 2, đây là 3 và đây là 3. Rồi chúng ta còn có phương trình số 6 nữa. Từ FeCl3 mà chúng ta tạo ra FeOH3 thì ta đi sẽ đi tác dụng với NaOH để tạo thành FeOH tất cả 3 cộng cho NaCl. Mình đi cân bằng thì đặt 3 vào đây, 3 vào đây là đủ. Rất hợp lý đúng không em? Rồi mình kiểm tra lại nha. Bây giờ thầy nói lại chỗ này. Ở đây thầy chọn nó là FeCl3. Rồi chúng ta kiểm tra lại. Từ sắt mà ra sắt 3 chúng ta cộng H4 đặt nóng được này để tạo ra Fe2, F4 tất cả 3 và SO2. Hợp lý, chính xác. Phương trình thứ hai. Từ sắt 3 màu về A, rồi A về C, rồi C ra sắt thì C nó chắc chắn là oxit của sắt rồi. Như vậy từ sắt 3 thì chúng ta sẽ về 3 giờ tương ứng của hãng lại BOH 3 lần. Hợp lý này. Bằng cách chúng ta đã tác dụng với 3 giờ tan Kna bạc kali KOH NaOH BOH 2 lần hoặc là CaOH tất cả 2. Tiếp. Khi có A là FeOH 3 lần rồi, chúng ta sẽ tạo thành Fe2O3 bằng cách chúng ta đi nhiệt phân. Từ 3 giờ mà về oxit thì chỉ có bằng phương pháp nhiệt phân thôi. Được chưa? Phương trình số 7 em nha. Nhiệt phân này. Rồi, cái phương trình số 8 là từ oxit mới điều chế được sắt. Được chưa? Niềm tin chúng ta nằm ở 7 và 8 là không sai rồi. Nha. Từ 7 8 này, thứ tự là chúng ta sẽ đi từ 7 8 là đầu tiên này. 7 là 7 8 này, 8 trước, 7 sau này. Được chưa? 7 thì khi đó chúng ta chọn 2 và 3. Được chưa? 2 3 thì sau đó em sẽ viết được một luôn, một dễ. Tiếp. Cái khó nhất là chọn cái B đấy. Cái B nếu mà mình chọn Fe2, mình chọn Fe4 á thì ở đây từ Fe4 mà tạo ra FeOH 3 lần là không thể. Như đó chúng ta sẽ chọn hợp chất sắt 3 mà khác thằng Fe4. Ở đây bạn có thể chọn FeNO3 tất cả 3 hoặc là FeCl3. Tuy nhiên nếu mà chọn FeNO3 tất cả 3 thì để tạo ra được từ BaF4 chúng ta tạo thành FeNO3 tất cả 3 thì chúng ta sẽ chọn BaNO3 tất cả 2. Được chưa? Còn nếu em chọn FeCl3 thì chỗ này em chọn BaCl2 vì F4 chúng ta gặp bari để tụa, còn bên này phải là tan rồi. Đó. Mấu chốt ở đây là B. Em khi giải quyết được B thì coi như mọi thứ sẽ trở nên đơn giản, được chưa? Và chúng ta muốn giải quyết được B thì chúng ta dựa vào A. A chúng ta là hợp chất FeOH3 thì thằng này phải là mũi sắt 3. Ok chưa? Như vậy chúng ta sẽ dựa vào 6. Thì giờ sau đó chúng ta sẽ kiểm chứng 5 và 4. Được chưa em ạ? Như vậy đây là 6 7. Được. Thằng này có thể cho là 4 luôn cũng được. Như nhau hết mà. Được chưa? Đây là lộ trình làm bài toán này. Thông thường thì chúng ta sẽ có dựa vào những cái điều đoạn mà điều chế kim loại là cái những đoạn mà chúng ta thường là gì? Thường đi từ oxit, được chưa? Từ 3 giờ ra oxit, rồi oxit ra kim loại. Hãy nhớ là chúng ta thành công hay thất bại là chọn ở 7 và 8. Sau khi chọn ở 7 8 xong thì chọn ở 6, chọn B cho hợp lý là ok. Bài toán là chỉ có vậy thôi.